Xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập vào kênh của Âm Thanh Hạnh. Vâng, đây là một kênh chuyên cung cấp và bán những sản phẩm có chất lượng tốt để phục vụ theo nhu cầu đam mê của quý khách hàng trên 63 tỉnh thành có niềm đam mê âm nhạc. Và hôm nay trong clip của buổi tối ngày 17 tháng 3 năm 2020, cửa hàng Âm Thanh Hạnh thông báo hàng về. Vâng, về với cửa hàng ngày hôm nay thì có đủ các modem để cho quý vị và các bạn lựa chọn. Từ sản phẩm audio và những chiếc quạt, những sản phẩm hàng sưu tầm, những chiếc máy hút ẩm về trong ngày hôm nay và những chiếc đài cũng là hàng sưu tầm, những chiếc quạt cũng vậy. Bên cửa hàng ngày hôm nay thì về đầy đủ từ loa, âm ly và đầu băng cối và những chiếc đài, những chiếc máy hút ẩm, những chiếc máy lọc khí bù ẩm, những chiếc quạt về trong ngày hôm nay. Đầy đủ các modem để cho quý vị và các bạn có thể lựa chọn trong clip này. Vâng, cửa hàng sẽ quay chi tiết những modem về trong ngày hôm nay cho quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc có sự lựa chọn và tham khảo các thiết bị bên cửa hàng cung cấp. Vâng, ngày hôm nay về với cửa hàng duy nhất được 2 chiếc quạt, 5 chiếc máy lọc khí bù ẩm, 3 chiếc máy hút ẩm mới và 3 chiếc máy hút ẩm bãi. Một chiếc âm ni Sansui 9090DB còn nguyên 2 thùng hộp, một chiếc đầu băng cối Akai 635D lút đỏ, một cặp loa 301 Series 2, một chiếc đài 3 số 9, một chiếc đài V2 của Sharp, chiếc đài có chạy cửa đĩa than, cửa hàng cũng đã về rồi. Một cặp loa Bose 4.2 Series 2 còn nguyên thùng, hai cặp loa đến từ đất nước Nhật Bản. Như trước màn hình quý vị và các bạn đang nhìn thấy đây, cửa hàng sẽ quay chi tiết từng sản phẩm một cho quý vị và các bạn nhé. Hai cặp loa Pure S933, rất là lâu rồi thì cửa hàng cũng mới cập nhật được hai cặp trong ngày hôm nay. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ quay chi tiết các sản phẩm về trong ngày hôm nay cho quý vị và các bạn có sự lựa chọn và tham khảo. Hôm nay về rất nhiều hàng luôn. Vâng, cửa hàng Âm Thanh Hạnh là một nơi trung tâm uy tín để cho quý khách hàng có thể gửi chọn niềm tin bên cửa hàng. Và cửa hàng cũng phúc đáp cho quý khách hàng bằng tất cả những sản phẩm chất lượng nhất, những sản phẩm đẹp nhất có thể. Cửa hàng sẽ cập bến về để phục vụ quý vị và các bạn. Vâng, như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy, đây là một cặp đôi song sinh, hai chiếc quạt, thân dừa, số bậc thang. Ngày hôm nay cập bến thì một chiếc và một chiếc về hôm trước rồi. Hai chiếc về trong ngày hôm nay thì có một gam màu giống nhau. Quý vị và các bạn có thể sử dụng trong không gian gia đình mình cả cặp luôn. Cửa hàng sẽ có giá ưu đãi nhất cho hai chiếc Hitachi. Hai chiếc quạt Hitachi thì trong ngày hôm nay thì rất là mới, màu đẹp như nhau. Thân dừa, số bậc thang. Vâng, hai chiếc quạt thì đều có vẻ đẹp như nhau. Vâng, chiếc hôm trước thì về là một chiếc mang mã số 62 đây. Cửa hàng cũng đã quay chi tiết rồi. Chiếc về trong ngày hôm nay mang mã số 63 này. Rất là đẹp luôn. Vâng, số ở phía sau thì được cài trong một cái hộp này. Vâng, những chiếc này thì cửa hàng, quý khách hàng không xa lạ gì với cửa hàng nữa rồi. Và hai chiếc này đều có sải cánh 30 nhé. Có sải cánh 30. Rất là nặng luôn. Đế gang sắt. Chỉ có bầu nhựa thôi. Từ nước mạ kìa. Rất là đẹp. Tiếp theo về đến cửa hàng ngày hôm nay thì có một chiếc quạt Nationa. Nationa. Toàn thân đế gang sắt. Chiếc này quý vị và các bạn không sưu tầm, hơi bị phí và hơi bị tiếc luôn. Mang mã số 68. Được thiết kế 3 phím tốc độ gió. Túc lăng hẹn giờ này. Toàn thân đế gang sắt rất là nặng và rất là đẹp luôn. Vâng, đây là một chiếc quạt là hàng siêu tầm, rất là chất lượng luôn. Và quý vị và các bạn cùng với cửa hàng chiêm ngưỡng sản phẩm về trong ngày hôm nay là một chiếc quạt Nationa toàn thân đế gang sắt này. Mới kinh khủng luôn. Đây, quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây. Sáng bóng như vậy cơ mà. Tất cả này.
Quý vị và các bạn có thể soi gương được trên chiếc quạt như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây. Một chiếc quạt có sải cánh 35. Vâng, những chiếc quạt này thì rất hiếm có được những chiếc đẹp như vậy. Thì ngày hôm nay cửa hàng đã cập nhật được một chiếc có vẻ đẹp mỹ mãn. Vâng, đây là bầu nhựa. Còn phía dưới cổ thân là sắt, gang sắt, rất là nặng luôn. Đẹp lắm luôn đấy ạ. Có sải cánh 30 và mang mã số 68. Vâng, giá của sản phẩm thì quý vị và các bạn liên hệ trực tiếp với cửa hàng sẽ báo giá chính xác cho quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn không thể so bì với những cơ sở khác có thể bán những chiếc quạt khác mà có model như vậy. Thì tùy theo độ đẹp của sản phẩm, bên cửa hàng thì vẫn có một cái cũng cửa hàng nhập từ năm ngoái nhưng không bao giờ được đẹp như thế này. Còn một chiếc giá thì rất rẻ và bình dân, quý vị và các bạn có thể sở hữu, cửa hàng sẽ bán rất rẻ luôn. Chiếc này thì rất đẹp. Vâng, cửa hàng sẽ đi từ phải sang trái trước để thông báo hàng về trong clip của ngày hôm nay. Vâng, ngày hôm nay về với cửa hàng có duy nhất hai chiếc đài. Một chiếc đài đầu tiên cửa hàng xin ra mắt cho quý khách hàng là một chiếc đài sáp GF3 số 9. Gọi là 999 cũng được mà 3 số 9 cũng được. Và bên cửa hàng thì còn một chiếc về hôm trước kìa, phía trong cùng à. Vâng, ngày hôm nay cửa hàng thông báo hàng về có một chiếc đài sáp GF3 số 9, đẹp mỹ mãn luôn. Và cửa hàng sẽ đánh giá sản phẩm này thì có vẻ đẹp 98%, 98% cho một chiếc đài về trong ngày hôm nay. Vâng, cửa hàng sẽ quay chi tiết cùng quý vị và các bạn nhé. Đẹp mê ly luôn. Và chiếc đài này thì là những sản phẩm về với cửa hàng cũng không có nhiều. Chiếc này mới là chiếc thứ 3 cập bến với cửa hàng. Chiếc đài sáp 3 số 9 có vẻ đẹp 98% về trong ngày hôm nay. Vâng, đẹp mỹ mãn luôn. Và tiếp theo đến một sản phẩm hot về trong ngày hôm nay, và chiếc này thì rất lâu rồi không có hàng, và ngày hôm nay đã cập bến với cửa hàng duy nhất được một chiếc đài sáp V2. Và chiếc đài này thì được thiết kế một cửa băng cassette và một cửa chạy đĩa than. Vâng, một cửa chạy đĩa than như cửa hàng cũng vẫn thông báo hàng về như những chiếc trước. Những chiếc khi trong Tết thì cửa hàng có về đâu được vài chiếc, một vài chiếc, nhưng rất lâu rồi thì ngày hôm nay mới cập bến với cửa hàng. Đây là được thiết kế một cửa băng cassette phía tay phải, tay trái quý vị và các bạn nhìn vào nhé. Và phía bên tay trái thì đây là nút to nhỏ. Đây là dò sóng của radio này. Vâng, chiếc này về trong ngày hôm nay thì có độ đẹp mỹ mãn như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây. Cửa hàng cũng đánh giá về sản phẩm này 98%. Vâng, đây tay sách của sản phẩm này, rất là khỏe và chắc cứng luôn. Vẫn còn rất là mới này. Vâng, cửa hàng sẽ quay xa để lấy tổng thể chiếc đài về trong ngày hôm nay cho quý vị và các bạn cảm nhận vẻ đẹp. Chiếc đài này thì có chất âm rất tuyệt vời. Chiếc đài sáp V2 80W. Đẹp mỹ mãn luôn. Vâng, và tiếp theo đó dưới hai chiếc đài là hai cặp loa về trong ngày hôm nay. Cửa hàng rất là ưng ý và hài lòng với sản phẩm này. Hai cặp loa Wheeler S933. S933 nhé. Cặp loa được sử dụng một bát 30 màng giấy trung đôm chép điện, có lỗ thông hơi phía trước và hai vi tinh chỉnh. Vâng, hai cặp loa thì có vẻ đẹp như nhau. Cửa hàng mới nhập về là một cặp đôi song sinh. Ngày hôm nay thì có hai cặp đôi song sinh tại cửa hàng luôn. Một cặp quạt và một cặp loa Pure S933. Vâng, những cặp loa S933 cùng với những cặp loa 955, 955 35 mã. Cửa hàng nhập hàng chuẩn, hàng đẹp về để phục vụ quý vị và các bạn vừa nghe hay bày đẹp
trưng bày hết ý luôn. Hai cặp loa đều rất là đẹp này, thùng vách này, không có hề bị sứt mẻ luôn. Bóng nhoáng, quý vị và các bạn có thể soi gương được này. Rất đẹp. Và giá của cặp loa Pure S933 đẹp như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây. Cửa hàng bán với giá là 30.500.000 đồng. 30.500.000 đồng. Đẹp lắm luôn cho hai cặp loa về trong ngày hôm nay. Tất cả chung bát chép rất là sáng. 30.500.000 nhé. Đẹp mỹ mãn. Tiếp theo sản phẩm nữa về trong ngày hôm nay, cửa hàng xin giới thiệu đến quý khách hàng là một cặp loa Bose 4.2 Series 2. Còn nguyên thùng hộp, đây là những sản phẩm được cửa hàng sưu tầm. Tất cả những sản phẩm còn nguyên thùng xốp, xốp zin. Cửa hàng sưu tầm không cần phải bóc cho quý vị và các bạn nữa nhé. Cặp loa Bose 4.2 Series 2 còn nguyên thùng. Về trong ngày hôm nay có đầy đủ phụ kiện đi kèm. Giấy tờ, sổ sách. Đây. Còn nguyên cả phong thư luôn này. Vâng, đây là những sản phẩm được đấu giá trực tiếp trên eBay có nguyên thùng hộp về với cửa hàng ngày hôm nay. Một cặp loa mang vẻ đẹp mỹ mãn, nguyên thùng. Được bảo vệ nguyên thùng xốp 4.2 Series 2. Giá của cặp loa này thì 20 triệu. Còn cặp không thùng thì cửa hàng đang bán với giá là 17.800.000 đồng. 17.800.000 đồng nhé. Tiếp theo đến một siêu phẩm nữa về trong ngày hôm nay là những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp rất nhiều ra thị trường rồi. Một chiếc đầu băng cối Akai 635D nút đỏ có vẻ đẹp mỹ mãn như trước màn hình đang quý vị và các bạn đang được chiêm ngưỡng đây. Vâng, sản phẩm này về với cửa hàng ngày hôm nay thì còn nguyên cả cặp tono này. 635D nút đỏ. Cửa hàng sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cảm nhận chiếc đầu băng cối Akai 635D nút đỏ về trong ngày hôm nay. Có độ đẹp mỹ mãn luôn. Đẹp chưa? Đẹp không tì vết luôn. Đẹp lắm luôn nhá. Còn nguyên cả cặp tono. Đây là hồi trái của sản phẩm này. Một chiếc đầu băng cối Akai 635D nút đỏ tại thời điểm này cửa hàng đang bán với giá là trên 36 và dưới 37.500.000. Dưới 37.500.000 một chút xíu thôi nhá. Vâng, hôm cách đây 2-3 hôm thì cửa hàng cũng đã bán một chiếc về Hà Nội rồi. Khách hàng về trực tiếp cửa hàng thẩm âm các thiết bị mà khen lức lở về những sản phẩm như những chiếc đầu băng cối hiện có tại cửa hàng. Giá dưới 37.500.000 cho những chiếc đẹp. Tùy theo những sản phẩm đẹp xấu thì quý khách hàng cần thiết cửa hàng sẽ đặt sản phẩm cho. Vâng, về với cửa hàng ngày hôm nay thì có duy nhất một cặp loa Bose 4.2 Series, xin lỗi, cặp loa 301 Series 2. 301 Series 2. Quý vị và các bạn phân biệt là căng trắng nhé. 301 Series 2 là có căng trắng này. Cặp loa này thì cửa hàng đang bán với giá là 8.500.000 đồng. 8.500.000 đồng. Đẹp mỹ mãn luôn. Có duy nhất một cặp 301 Series 301 Series 2 đúng không? Đúng không? 301 Series 2. Đúng rồi ạ. Nhiều khi hàng đẹp em cứ hay bị lẫn luôn. $8.500.000 cho một cặp loa 301 Series 2 về trong ngày hôm nay. Tiếp theo đến một siêu phẩm trong clip này, cửa hàng muốn nhấn mạnh tới quý khách hàng một sản phẩm về trong ngày hôm nay, một chiếc âm ly Sansui 9090 dB.
cửa hàng đang trưng bày trước mắt quý vị và các bạn đây. Và chiếc âm ly này về với cửa hàng còn nguyên thùng xốp, và đặc biệt hơn nữa là hai thùng xốp, còn nguyên hai thùng luôn. Thùng ngoài thì là phía dưới, thùng trong là phía trên. Vâng, rất là ít có những sản phẩm hiếm và độc như vậy, nên ngày hôm nay cửa hàng đã đấu giá được một chiếc 9090DB cùng với cặp loa Bose 601, xin lỗi, cùng với cặp loa Bose 4.2 Series 2. Vâng, đây là những sản phẩm được cửa hàng đấu giá trực tiếp tiếp trên eBay về với cửa hàng. Vâng, quý vị và các bạn cùng với cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh trải nghiệm chiếc âm ly Sansui 9090DB về trong ngày hôm nay. Vâng, đây quý vị và các bạn đang được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp huyền bí của một chiếc âm ly Sansui 9090DB dòng Ni Saver cổ. Vâng, bên cửa hàng thì vẫn luôn cập nhật và cũng rất là nắm bắt được những thông tin của quý khách hàng muốn nghe hay bày đẹp. Và đây là những sản phẩm được cửa hàng sưu tầm. Đây là những sản phẩm được cửa hàng sưu tầm. Vâng, hôm trước thì cửa hàng bán một chiếc không thùng cũng có vẻ đẹp mỹ mãn, khách hàng nhận được rất là hài lòng và ưng ý với sản phẩm. Và trong ngày hôm nay, cửa hàng xin ra mắt cho quý khách hàng một chiếc âm ly còn nguyên thùng xốp, đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn, giấy tờ, giấy khai sinh. Vâng, đẹp mỹ mãn chưa? Quá là lét luôn. Một chiếc âm ly Sansui 9090DB tại thời điểm này có hai thùng xốp như vậy, có giá cũng rất là cao, dưới 73 triệu nhé. Dưới 73 triệu một chút cho chiếc âm ly Sansui 9090DB, còn nguyên hai thùng. Và độ đẹp, độ mới của sản phẩm thì cửa hàng cũng vẫn đánh giá là sản phẩm này có 98-99% luôn. Vâng, đây quý vị và các bạn đang được nhìn thấy những giấy tờ của sản phẩm về với cửa hàng còn đầy đủ luôn. Vâng, cửa hàng thì không biết đọc những tiếng này đâu, nhưng quý vị và các bạn hoặc là có thể tra. Vâng, mai cửa hàng cũng sẽ tra ra xem là tiếng là như thế nào. Sansui 9090DB. Và chiếc âm ly này thì sắt xi vàng, óng ánh luôn. Vâng, lúm lút đằng sau thì vẫn rất là mới và sáng luôn. Vâng, quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây, tất cả sáng bóng như mới luôn. Vâng, như chưa sử dụng vậy. Các cầu cắm loa này rất là sáng và mới. Vâng, công suất của chiếc âm ly thì có công suất là 435W. 435W cho những chiếc âm ly 9090DB. Và chất âm của những chiếc âm ly này thì giới chơi audio không xa lạ gì với sản phẩm này rồi. Vâng, giá tại thời điểm này cho chiếc âm ly Sansui 9090DB trước màn hình quý vị và các bạn đang được chiêm ngưỡng đây thì có giá là dưới 73 triệu đồng một chút. Vâng, giấy tờ thì đầy đủ đây, di chúc khai sinh gì đây thì đầy đủ luôn. Vâng, thùng vách thì rất là ok rồi. Đây, cửa hàng cũng bày ra đây để gỗ nguyên mộc luôn. Đẹp mỹ mãn chưa? Vâng, ngày hôm nay thì cửa hàng có về được những bộ điều khiển của những chiếc đầu băng cối Akai 635D lút đỏ. Xin lỗi, những chiếc đầu băng cối Vâng, chiếc khiển đầu tiên thì chiếc khiển này dùng cho 635, 625 đến 636 này. Chiếc khiển số 1 nhé, cửa hàng xin gọi là chiếc khiển số 1 từ 625 đến 636 này. Và đây thì chiếc số 2 là 646 đến 747, 747 DBX. Chiếc khiển số 3 thì dùng cho chiếc đầu băng cối Akai Pro 1000.
Chiếc khiển này thì dùng cho đầu băng cối Akai Pro 1000. Và quý khách hàng hãy liên hệ với cửa hàng, quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một trong số những chiếc điều khiển này. Và cửa hàng sẽ nói rõ hơn, bởi vì cửa hàng làm clip ngày hôm nay thì rất là dài. Chiếc khiển thứ tư thì dùng cho 625 đến Pro 1000. Và chiếc này hình như là không dùng được cho 646 và 747 nhé. 646 và 747 là không dùng được, riêng chiếc khiển này. Và ngày hôm nay cửa hàng về được 10 cuốn băng cassette Duy Khánh Thanh Tuyền. Vâng, những cuốn băng này cửa hàng sẽ không nói đến nữa này. Vị khách hàng nào có nhu cầu thì liên hệ sớm để đặt hàng. Vâng, về với cửa hàng ngày hôm nay thì được 10 bộ dây AV. 10 bộ dây AV như cửa hàng thông báo trước là dây Acouphase. Nhưng đợt này thì dây Acouphase không có, cửa hàng đặt dây khác. Nhưng giá là 1.200.000 đồng một sợi nhé. Vâng, tiếp theo ngày hôm nay thì cửa hàng xin giới thiệu đến quý khách hàng. Cửa hàng có về được một bộ bo mạch Acouphase DAC50. Vâng, chiếc DAC50 dùng để nâng cấp ngõ vào digital cho các âm ly đời cao cấp nhé. Để thích hợp DAC. Và chi tiết của chiếc này thì cửa hàng trước cũng đã bán rồi. Vâng, đây là một sản phẩm có nguyên hộp mới này. Chiếc DAC được cải tiến hoàn hảo, thích hợp cho những dòng âm ly Acouphase DAC50. Vâng. Duy nhất có một chiếc DAC50. Vâng, để cắm phía sau những chiếc âm ly Acouphase đời cao cấp đây. Cho phép sử dụng xử lý nguồn nhạc số có tốc độ phân giải cao thay cho những chip. Vâng, cửa hàng trước thông báo là có vài chiếc về thì vị khách hàng đến từ Quảng Ninh đặt hàng rồi. Nhưng ngày hôm nay cửa hàng có duy nhất được một chiếc về trong ngày hôm nay. Và chiếc DAC50 được sử dụng chip K4490. EQ. Và đem lại cho chúng ta một chất âm thì rất tuyệt vời. Quý vị và các bạn có thể kết nối tín hiệu âm thanh số qua chiếc đầu vào là optical, cô xoang và USB nhé. Vâng, những cái này thì quý vị và các bạn chơi nhạc số, quý vị và các bạn sẽ biết ngay. Hoặc là quý vị và các bạn có thể sử dụng trong những chiếc âm ly Acouphase đời cao cấp. Phía sau nó có cổng cắm đấy ạ. Vâng, giá thì dưới 20 triệu một chút. Vâng, giá niêm yết thì trên thị trường là 20 triệu đấy. Vâng, tiếp theo về trong ngày hôm nay, cửa hàng xin giới thiệu đến quý khách hàng là 3 chiếc máy hút ẩm về trong ngày hôm nay. Và những chiếc máy hút ẩm đời cao cấp, hàng mới tinh này. Vâng, cửa hàng xin thông báo đến quý khách hàng một chiếc mã số 270. Chiếc này thì của hãng Mitsu. Được sử dụng điện 100V. Trong 3 chiếc về trong ngày hôm nay, 276, 277 và 278 đều được sử dụng điện 100V. Chiếc 278 là có dung tích hút là 12 lít trên một ngày. Tương đương với những chiếc máy 220V là 18 đến 20 lít nhé. 3 chiếc về trong ngày hôm nay có vẻ đẹp mới mỹ mãn luôn. Chiếc 277 thì cực kỳ mới rồi, so với những chiếc mà cửa hàng bán trước thì mấy chiếc ngày hôm qua thì 2 chiếc, chiếc ngày hôm qua và chiếc ngày hôm nay thì rất là mới này. Đều được sử dụng điện 100V và có dung tích hút là 18 lít cho mã số 277. Đẹp mới kinh khủng luôn này. Tiếp theo đến một chiếc mang mã số 276. Chiếc này thì được sử dụng điện 100V và có dung tích hút là 16 lít. Chiếc Mitsu mỏng. Điện 100V. Vâng, chiếc này thì cũng còn mới kinh khủng luôn.
mới thì sẽ đắt hơn những chiếc mà cửa hàng thông báo là có độ đẹp độ 95-96%. Chiếc này 98%, giá thành đắt hơn nhá. Ba sản phẩm về trong ngày hôm nay rất là đẹp. Vâng, đây là một chiếc máy sáp lọc khí bù ẩm. Về trong ngày hôm nay có 5 chiếc hàng mới tinh, chưa qua sử dụng, đời 2019 hay 2020 thì cửa hàng cũng không bóc ra xem nữa. Đây là sản phẩm mới tinh. Đây là sản phẩm mới tinh này. Chiếc bên cạnh là một chiếc Hitachi, cũng là sản phẩm mới tinh. Cửa hàng cũng đã trưng bày ra đây và cũng đã test thử rồi. Vâng, đây là hai chiếc máy mới cửa hàng bóc để trưng bày ra đây cho quý vị và các bạn cảm nhận. Thì ngày hôm nay có về được 5 chiếc. Chiếc mang mã số 280, 279, 280 và 281, 282, 283 là có 5 chiếc máy hút ẩm của Sharp KIHS70W. Hai chiếc này thì quý vị và xin lỗi, hai dòng này thì quý vị và các bạn có thể sử dụng trong phòng 60-70m² đổ về. Như chiếc Hitachi thì đây là về hôm trước rồi. Chiếc máy 90, cửa hàng cũng thông báo là đây, mặt gôn đây. Còn chiếc Sharp thì là mặt trắng, cửa hàng cũng đã quay qua rồi. Cửa hàng bóc ra để cho quý vị và các bạn xem lại một lần nữa. Về trong ngày hôm nay thì có 5 chiếc máy mới của Sharp KIHS70W. Chiếc này thì được sử dụng trong phòng 60-70m² đổ về. Vâng, đang là mùa dịch bệnh Corona thì quý vị và các bạn lên sở hữu riêng cho gia đình mình một vài chiếc này. Giá thành thì cũng không cao quá cao. Dưới 9 triệu thôi. Cho những chiếc máy mới nhé. Và bên cửa hàng thì còn duy nhất một chiếc máy Sharp, vẫn là chiếc máy mới KIHS50W. Và đây là 5 chiếc về trong ngày hôm nay. Quý vị và các bạn hãy nhanh tay sở hữu 5 chiếc trong cửa hàng đang có đây. Và bên cửa hàng thì vẫn còn 3 chiếc máy Hitachi, như chiếc 244 này. Cửa hàng trưng bày một chiếc mặt gôn ở đây và cửa hàng còn cả mặt trắng luôn. Vâng, ba sản phẩm cuối cùng về trong ngày hôm nay, cửa hàng xin ra mắt lốt cho quý khách hàng trong clip này là ba chiếc máy hút ẩm của hãng Mitsu chân voi. Cửa hàng trong thời gian vừa qua thì cũng đã cung cấp ra cho quý vị và các bạn rất là nhiều. Thì ngày hôm nay có về được duy nhất ba chiếc, có dung tích hút là 18 lít, được chạy điện 100V. Vâng, tất cả những thùng xốp mới như vậy thì quý vị và các bạn không có gì phải lăn tăn về sản phẩm này nữa rồi. Vâng, đời thì 2019-2020 rồi. Như chiếc này thì 2020 này. Vâng, không phải chiếc nào cửa hàng cũng bóc ra xem là 2020 hay 2019. Nhưng đây tất cả là những sản phẩm mới cửa hàng đã nhập về để phục vụ theo nhu cầu của quý khách hàng. Vâng, có 5 chiếc máy Sharp KHS70 và có 3 chiếc máy hút ẩm Mitsu chân voi. Mitsu chân voi hàng mới thì như chiếc 277 kia nhé. Quý vị và các bạn không xa lạ gì với sản phẩm còn nguyên thùng này nữa, cửa hàng không phải bóc ra đâu ạ. Vâng, vậy tổng ngày hôm nay cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh thông báo hàng về rất là nhiều sản phẩm và cũng đã quay chi tiết cho quý vị và các bạn rồi. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua sắm các thiết bị bên cửa hàng cung cấp, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.